Bây giờ thì anh hỏi thế này nhá. Thế mẹ em có tuyển con rể không? Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shopsikẹo.vn, shop Free Fire giá rẻ uy tín. Hiện tại ở trên shop đang giảm 50% tất cả các vòng quay và đặc biệt là giảm 70% vòng quay trung thu, nổ hũ lên đến 19.999 kim cương, tất cả chỉ có tại shopsikẹo.vn. Em xem ở trong mục quà tặng ấy. Đâu? Em nhớ vào trong mục quà tặng đi, ở bên dưới. Rồi sao? Bây giờ xem có món gì em thích anh tặng cho. Cái gì cũng có hết rồi. Cái gì cũng có hết, thế lại giống anh rồi. Cái gì cũng có. Giờ chỉ thiếu mỗi sữa thôi. Cái gì cũng có. Có tất cả nhưng thiếu em nhỉ. Hỏng hỏng. À, có cái bộ, hả? Bộ cái đồ gì nhỉ? Hả? Bộ đồ cao bồi nữ á. Cao bồi nữ là anh tặng cái hộp 15 kim cương cũng được. Bộ đồ cao bồi nữ là cái gì cơ? Trong này nó có... Anh có thấy đâu nhỉ? Có, anh kéo nhớ. Đây đúng không? Nó đắt, anh tặng cái 15 kim cương cũng được. Tặng lại đi. Nhưng mà xong rồi. Hả? Có phải từ chiều em quá nên em hư đúng không? Nhưng không sao, em thích là được. Có hết rồi anh. Không thiếu. Cái bộ đồ. Cái gì cơ? Bộ đồ bikini á. Bikini đúng không? Bikini chấm mi đúng không? Đúng rồi. Gửi đi. Xong rồi, anh vừa gửi rồi. Alo, sữa à? Alo. Ui. Sữa. Hả? Ê, hai thằng kia nó đang nghe mình kìa ấy, sao ấy, sữa. Mấy đứa kia tắt mic hộ cái, anh sẽ tắt loa chúng nó. Tắt. Thằng kia, đi ra. Bố mày thích thì bố mày đi. Cái thằng này nó đến anh. Mày nhờn à? Đi ra. Nhờn. Đừng. Nhờ này. Chết. Game dễ đấy nhở. Tình hình là thế này, sữa ơi. Ở đâu mà giọng ngọt thế? Em á. Sữa ở đâu cơ? Ở đâu giọng ngọt thế? Em ở Gia Lai. Ở Gia Lai hả? Nhưng mà Gia Lai là ở trên núi đúng không? Vâng ạ. Con cái nhà ai lễ phép quá nhở? Con gái của mẹ em. Con gái của mẹ em đúng không? Bây giờ thì anh hỏi thế này nhá. Thế mẹ em có tuyển con rể không? Đó, mẹ em đang tuyển con rể. Mẹ em tuyển con rể á? Nhưng mà bây giờ anh vừa xấu, vừa nghèo, anh vừa không có gì cả thì phải làm thế nào nhỉ? Này, có mà nó dám trả lời. Hả? Anh chỉ cần chân thành thôi là đủ. Chỉ cần chân thành thôi á? Anh có chân để đi thôi. Nhưng mà không biết chân thành là cái gì cơ. Ôi, cái sao cái chân bên này ngu thế nhỉ? Chân từ bé giờ chỉ để đi thôi ấy. Trời, nó bắn em. Thế nó đâu ấy? Ôi, nó đứng bên kia. Sữa ơi, tuy không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng mà chúng ta nguyện chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Sữa ơi, anh bảo này. Bây giờ chết dở rồi. Chết dở, sữa ạ. Ai biết được, ai biết được làm sao. Nhưng mà chết rồi, anh lại cứ bị thích nghe giọng em ấy. Ai vãi đồn được bạn. Hỏng. Cái này, thế này là dở rồi. Vậy thì em sẽ nói cho anh nghe mỗi ngày. Nói cho anh nghe mỗi ngày á?
hả? Vâng. Chuyện tình chỉ có đôi ta. Em ơi. Sữa ơi, sữa ơi, sữa. Nó nhỏ hơn bọn kia nó nghe đấy. Vâng. Anh nói phép rồi, anh tắt loa bọn kia rồi. Anh muốn xích vào đây nhỉ? Nó xích vào đây không nó bắn đấy. Không, nó không thấy được đâu. Hôm nay là anh đã chính thức mặc một cái bộ trang phục khủng long nó phải. Nhưng mà sao điện thoại anh nó... Hello, motherfucker. Úi, chết rồi. Cái bọn này. Anh nó bắn em kìa. No. Trốn. Em với anh lại chết cùng nhau rồi. Anh bảo rồi mà. Cái này người ta gọi là duyên số em ạ. Thôi, mày đừng có bốc quét. Ý trời nhá. Ý trời sắp hết rồi đấy. Hỏng. Thế là bị thua nó. Không thua được đâu. Từ bé giờ anh vẫn có một cái thắc mắc. Đấy là trà đổ vào sữa hay là sữa đổ vào trà nó có giống nhau hay không ấy. Điệt. Hả? Theo em thì trà sữa thì người ta là sữa đổ vào trà hay là trà đổ vào sữa nhở? Nhưng bây giờ em thích ăn rồi, nhưng anh có thích em không? Hả? Chê, từ từ. Vội không? Mày có quen mà làm sao mà thích vội thế? Không được. Vậy thì anh hỏi trà đổ vào sữa hay là sữa đổ vào trà thì nó cũng như vậy đấy. Không. Trà đổ vào sữa, người ta gọi là trà sữa. Còn cái gì nhỉ? Còn anh đổ vào sữa thì nó thành cái gì? Bây giờ nhá, kẹo đổ vào sữa người ta gọi là kẹo sữa. Wow, hay không? Hơi bị hay luôn. Trời ơi, nó bắn em này. Cứu anh, trời ơi, cứu. Ngồi trong này nè. Nó không thấy đâu. Ơ. Em hết máu rồi anh. Hết máu rồi á? Này. Trời ơi, nó bắn em rồi, anh đứng lại phần cửa, anh cứu em. Cứu được. Máu anh để trong nhà ấy. Để trong nhà. Cô chết rồi. Cô chết đâm bắn ở đâu hả? Ơ. Sao nhỉ? Vô lý. Cơ mẹ, vô lý. Chết rồi, em không biết tại sao mà hôm nay anh vô chơi game mà anh không muốn chơi được không? Không phải mạng nó lag, mà là anh đang bị lag ấy. Thằng ôn con này. Chê rồi. Trước khi gặp em thì anh mê game. Bây giờ gặp em rồi anh lại chuyển đối tượng anh sang mê em thì hỏng rồi, sữa ạ. Ôi. Bảo rồi, con gái ở đâu? Giọng ngọt thế. Chết à. Em vừa làm cái gì đấy? Không, anh không muốn chơi game nữa. Anh chuyển sang từ nghiện game, anh chuyển sang nghiện em. Không, ông im con mẹ bồ đi. Anh muốn nghe giọng em nói được không? Anh muốn nghe giọng em nói hàng đêm. Sữa ơi, sữa. Dạ. Bây giờ ví dụ thế này nhá. Thì mẫu người yêu lý tưởng của em là như thế nào? Anh ơi, nó bắn kìa. Sao nó cứ dình vào đây ấy nhở? Mấy thằng mất dạy này. Con đi này. Đéo hiểu kiểu gì. Nhờn.